em hiện tại thì em đang có rất nhiều sự yêu thương dành cho em vào thời điểm này ạ. Đã rất lâu rồi em mới xác định thi và quay trở lại với một cuộc thi liên quan đến sắc đẹp, và em không nghĩ rằng khi em dành hết cái tâm huyết và cái sự cố gắng của em thì em nhận được nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ nhiều anh chị có thể coi là xa lạ ở trong Sài Gòn như vậy. Và thật sự là em cảm thấy là em đang nhận được rất rất nhiều tình yêu thương ở đây ạ. Và cái tình yêu đấy là cái tình yêu lớn nhất mà em đang có. Đối với câu hỏi thứ hai thì đương nhiên ở cái hộp cửa của em thì em cũng có suy nghĩ là mong muốn sẽ tìm được một người đàn ông có thể đồng hành cùng với mình. Vì dù sao thì em cũng là một người phụ nữ và em cũng mong muốn có thể là gia đình. Thì cái yếu tố đầu tiên mà em mong muốn đó cũng phải là một người có lối sống lành mạnh, có suy nghĩ tích cực để cả hai có thể đồng hành. Và em cũng mong muốn đấy là một người có trí tuệ. Em cảm ơn ạ. Em xin phép xin lại câu hỏi đầu tiên của anh được không ạ? Câu hỏi đầu tiên thì hỏi là trong những ngày tới, nếu trường hợp mà có những cái chúng ta điều gì cái đường á thì em điều chỉnh cái trường hợp này đó được đó như thế nào? Em cảm ơn câu hỏi của anh, em đã nghe được câu hỏi rồi. Đối với những cái suy nghĩ hoặc là trái chiều đối với tốt năng hay kể cả là đối với bản thân em thì em sẵn sàng lắng nghe. Hiện tại thì sau khi em đã làm những cái gì rất là buồn và rất là thì em khá là và cũng có sự kiên trì và bền trí của em khá nhiều. Đối với một người như em thì em không là kỳ vọng quá mà cao như em luôn cố gắng để chỉnh chu nhất trong các công việc mà em làm. Thì em có một khoảng có một chút cảm xúc nguy hiểm thì những gì cố gắng của em trong khoảng hành trình dài như vậy đã có tự nhận. Câu hỏi thứ hai liên quan đến phần trả lời câu hỏi của em. Nếu được hiện tại thì em đã trải qua học rồi thì em mong muốn những cái hành trình và những công việc sắp tới của em sẽ có sự hỗ trợ của một tài trợ cũng như là các thông qua báo chí cũng như là các cộng đồng để em có thể góp cái ý tưởng của em để cùng đồng hành và làm những việc có ích cụ thể dành cho các em nhỏ tại học đường. Mong muốn của em thì khá nhiều, nhưng để thực hiện điều thì em nghĩ là em sẽ cần đối với mọi người và mình đến sự có giúp đỡ của mọi người để những cái hành động để cái suy nghĩ của em trở thành những hành động đúng đắn. Em xin cảm ơn. Thì cái hành trình của em không chỉ đơn giản là hành trình của một buổi ngày hôm nay như mọi người đã thấy, hành trình đấy cũng kéo dài tầm 13 năm thí sinh trong suốt cả một thời gian dài để có thể em thay đổi và trong dù từ giao tiếp, trình diễn, sức bền, sức khỏe cũng và trong buổi ngày hôm nay thì những gì em trình diễn thì em thấy bằng hết tất cả những kỹ năng và sự thay đổi của mình để thể hiện ra và những cái sự thể hiện ở trong phần thi cuối cùng mà đến từ những cái trải nghiệm của em trong một thời gian dài và những bài học em rút ra. Em cảm nhận, em suy nghĩ và em trả lời trái tim của mình bằng sự chân thành nhất. Thì đấy là cảm nhận của em và em nghĩ là em đã chinh phục được mọi người bằng trải nghiệm và sự chân thành. Với câu hỏi thứ hai thì trước khi em đến với cuộc thi Hoa hậu thể thao Việt Nam thì em cũng đã có công việc và mong muốn trong một cái sự nghiệp của mình, và cái sự nghiệp đấy của em cũng may mắn là được liên quan đến thể thao. Và hôm nay khi mà em ngồi ở đây với một công ty mới với một trọng trách mới cũng liên quan đến thể thao thì chắc chắn những hành trình tiếp theo của em sẽ cố gắng để thay đổi cho bản thân mình
thiện và tốt hơn. Bên cạnh đó, để có thể lan tỏa được cũng như xứng đáng với cái hình tượng để cho các bạn trẻ có thể nhìn vào và mong muốn thay đổi bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Đương nhiên thì đối với cương vị mới thì em sẽ có những trọng trách đối với ban tổ chức, đối với cuộc thi thì em sẽ tâm hủ và sẽ đồng hành cùng với cuộc thi trong khoảng thời gian sắp tới. Hôm qua đây em cũng muốn gửi cảm ơn đến ban tổ chức vì cái phần thưởng quá lớn đối với em so với cái hành trình mà em đến đây và em đạt được cái gì như hiện tại. Thì đối với em cái phần thưởng lớn nhất là em được công nhận những cái công sức của mình, còn thật sự là cái số tiền cũng như là những cái gì mà hiện tại em đang nhận được, thật sự là em chưa bao giờ em nghĩ đến em có cơ hội được. Em chưa có cái kế hoạch cụ thể gì trước, nhưng hiện tại thì với em cũng chỉ là số tiền mà lớn như vậy. Và đến một cách bất ngờ thì em mong muốn em sẽ sử dụng cái số tiền đấy thật là ý nghĩa cho cộng đồng và cho những hoạt động sắp tới là cộng đồng xã hội hoặc ban tổ chức hoặc anh chị định hướng cho em. Em mong muốn thì số tiền đó em sẽ sử dụng cho cộng đồng và cho xã hội. Cụ thể có thể là cái số tiền đầu tiên em mong muốn là dành cho một dự án mà em cần cho sức khỏe học đường. Và em xin chân thành cảm ơn các bạn. Thì là cái kết quả ngày hôm nay của em cảm thấy là hoa hậu hoàn toàn xứng đáng. Và em là một trong những thành viên của team Minh Tú, cũng là một người bạn đồng hành cùng với chị Thủy, thì em thấy là cái suốt quá trình, cái sự cố gắng, nỗ lực không ngừng của chị Thủy thì với kết quả ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Và cái câu hỏi của anh là cái hành trình của Miss Việt Nam thì em cảm thấy như thế nào? Bản thân em thì em cảm thấy hành trình này là một hành trình rất là ý nghĩa. Em phải học hỏi nhiều điều từ ba vị huấn luyện viên và thí sinh đã cho em một cái hành trình thanh xuân thật là ý nghĩa. Cái sự đoàn kết, yêu thương và sự giúp đỡ từ huấn luyện viên của em, chị Minh Tố, dìu dắt em là một người hoàn toàn mới trong lĩnh vực nghệ thuật, là một người chưa bao giờ mà đứng trước đám đông để mà tự tin như ngày hôm nay ạ. Em xin cảm ơn ạ. Thank you.